liên quan đến vụ việc phát hiện 39 thi thể trên thùng xe container ở Anh nghi có nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Mới đây, một gia đình ở huyện Bố Trạc, tỉnh Quảng Bình và một gia đình ở thành phố Huế trình báo về nghi vấn nam nhi mất tích tại nước ngoài. Cụ thể, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, gia đình anh Nguyễn Bá Vũ Hờ 1986, trú phường Dạ, thành phố Huế, đã trình báo với Sở Ngoại vụ về việc anh này bị mất tích. Còn ngày 28 tháng 10, gia đình ông N. G. 1964, trú thôn Thanh Khê, thôn Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, trình báo việc nam nhi ông là anh N. N. Hờ 1987, mất liên lạc gần 10 ngày nay khi từ Pháp tìm cách nhập cảnh vào Anh. Bên hành lang Quốc hội vào sáng sủa 30/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tóm được thông tin trên và các đơn vị tác dụng của tỉnh đang tiến hành xác minh, làm rõ rệt. Ông Phan Ngọc Thọ: hiện nay mới chỉ có duy nhất trường hợp này trình báo về việc mất tích và các cơ quan tác dụng đang gửi ra Bộ Ngoại giao để kiểm tra, xác minh, còn hiện tại chưa có thông tin cụ thể, ông Thọ nói. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin thêm, các cơ quan tác dụng mới chỉ nghe gia đình trình báo về việc mất tích nhưng bản thân người này đang công phu ở nước ngoài, không phải đi từ Huế. Do đó, cơ quan ngoại giao phải kiểm tra cụ thể, ông Thọ nói và cho biết, thực tế Huế là một trong những địa phương có người đi xuất khẩu công phu. Cùng trao đổi với phóng viên, một điều khiển đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nói, có nghe thông tin trên báo chí phản ánh về một trường hợp trình báo mất tích và nghi trong số 39 nạn nhân. Hiện các cơ quan tác dụng của địa phương đang tiến hành xác minh làm rõ rệt. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, cho rằng, đối với vụ việc này, hiện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan tác dụng đang phối hợp ngặt nghèo với phía Anh để làm rõ rệt. Do đó, ông đề nghị người dân cần bình tĩnh, tránh hoang mang, chờ các thông tin chính thức từ cơ quan tác dụng của cả hai nước. Ngày 29 tháng 10, điều khiển Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết một gia đình ở phường Dạ, thành phố Huế đã có đơn trình báo với Sở Ngoại vụ về việc nam nhi họ đang công phu ở Pháp bị mất liên lạc, nơi nằm trong số 39 nạn nhân tử trận trong container ở Anh. Sở Ngoại vụ đã có thông báo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tác dụng hiện đang xác minh thông tin. Trước đó, một trang Facebook cá nhân đưa thông tin rằng, ai ở khu vực Dạ biết em này thì báo cho gia đình biết để đưa em về. Em tên Nguyễn Bá Nguyện, một trong số 39 người chết ở Anh. Kèm theo hình ảnh trên Facebook của người này. Theo đó, thông tin và hình ảnh đăng tải trên Facebook là anh Nguyễn Bá Vũ Nguyện 33 tuổi, con của ông Nguyễn Bá Tờ. Ở tổ dân phố 19, phường Dạ, thành phố Huế, không phải tên Nguyễn Bá Nguyện dù hình ảnh là của anh Vũ Nguyện. Vũ Nguyện tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 2012, về nhà sinh sống một thời gian, từ 2017 ra Nghệ An làm ăn và sau đó theo ga mê thủ đi công phu ở nước ngoài. Trong thời gian ở nước ngoài, Vũ Nguyện vẫn liên lạc xoàn xỉnh xuyên với gia đình. Sau vụ phát hiện 39 người chết trong container, gia đình không liên lạc được nữa. Khi thấy thông tin trên mạng như vậy, gia đình đã làm đơn trình báo để nhờ xác minh. Ngày 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thôn Thanh Trạch Hờ, Bố Trạch, Quảng Bình cho hay đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N. G. ở thôn Thanh Khê về việc nam nhi bị mất liên lạc nhiều ngày khi tìm cách đến nước Anh. Theo đơn trình báo, cách đây khoảng 1 tháng 20 ngày, nam nhi ông G. là N. N. Hờ 32 tuổi, rời khỏi từ sân bay Nội Bài Hà Nội, quý phái Nga làm công nhân, nhưng không hiểu sao lại đến Pháp với ý muốn quý phái Anh để công phu theo sự rủ rê của một người ga mê thủ. Trong thời gian ở Pháp, khoảng từ ngày 15 đến 21 tháng 10, Nguyện liên lạc về gia đình qua mạng thôn hội. Đến sáng sủa 22/10, Nguyện liên lạc lần sau cuối với gia đình rồi mất kết nối cho đến nay. Ông G. cũng thuyết trình do tiếp nhận thông tin có chuyến xe chở 39 người chết trên đường vào Anh nên làm đơn trình báo.